Thái xin giới thiệu với mọi người về thành phần diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Thì thầy Việt Anh đã lao tâm khổ tứ tìm được một ban diễn giả mà hôm bữa trước khi làm show đó, Thái và các anh chị trong speaker có rehearsal ngày hôm nay, rất nghiêm túc làm việc để nghĩ rằng xem là trong nội dung 3 tiếng đồng hồ làm thế nào make good use of cái 3 tiếng đồng hồ này. Thì càng trao đổi thì càng phát hiện là chúng ta có một cái panel tuyệt vời ngày hôm nay ở góc độ thế này các anh chị. Chúng ta có những bậc lão thành và thâm niên từng trải qua nhiều bể dâu của xã hội như thầy Bình. Với tuổi đời của thầy Bình thì thầy là người duy nhất hơn hết tất cả tụi em ở đây là đã trải qua rất nhiều bể dâu của xã hội về mặt kinh tế chính trị. Cho nên thầy sẽ có góc nhìn giống như là quán chiếu lịch sử hiện tại và tương lai của tụi em. Dạ dạ. Bật mí với mọi người nha, mọi người nào mà ngoài anh Ru mà bà con gọi là bà con dâu rể của anh Ru đấy, thì thầy Bình ở trong anh Ru thì tụi Thái gọi là ông ngoại. Thì mình biết rồi, trong văn hóa Việt Nam mình thì đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, tụi Thái đi đâu làm gì có những cái lăng tăng gì đều hỏi thầy. Và thầy không bao giờ giấu giếm gì với tụi Thái, đều được chia sẻ rất là chân thành. Chúng ta lại có những cái nhà đầu tư xuất sắc, những nhà đầu tư thực sự. Ở đây có chị Sơn là một trong những cái nhà đầu tư khá kín tiếng, nhưng mà hôm nay đề nghị một ngày trong đời, trong cuộc đời tươi đẹp của mình, chị hãy hai profile chia sẻ để cho mọi người biết những cái kinh nghiệm, những bí quyết một nhà đầu tư thực chiến của chị. Chúng ta lại có một nhà tư vấn đầu tư bài bản là chị Hương, đến từ Ernst & Young. Mà mọi người biết rồi, Ernst & Young, KPMG là những cái big four về gọi là tượng đài về audit, về kiểm toán và về tư vấn. Chúng ta lại có một cá nhân xuất sắc như vậy để song hành cùng chị Sơn, một nhà đầu tư thực chiến. Chúng ta không sợ làm sai, không sợ làm bậy, vì chúng ta có một luật sư ngày hôm nay, đó là chỗ anh Tuấn Hà. Luật sư thì sẽ chỉ đúng, hy vọng như thế nha luật sư, để tuân thủ để sống tốt đời đẹp đạo, sống với chính nghĩa, chính nghĩa xã hội. Vậy thì và chúng ta lại có một tài năng trẻ, anh Thanh là bá Thanh là ca chính, gọi là sao ta, cùng học ca chính với Thái. Thanh là một trong những director trẻ của Capitaland. Capitaland là một tòa đàn bất động sản của Singapore, mọi người biết rồi, nó to khủng khiếp lắm. Thì cũng không quên gửi lời cảm ơn đến thầy Việt Anh, đầu tàu của anh Ru ha. Chào thầy. Và người mang cái hội thảo ngày hôm nay ra đời lần đầu tiên, và cũng xin thông báo với các bạn trong Andrew, đây không phải là series duy nhất, đây không phải là buổi duy nhất, nó là một series nhiều buổi. Và hôm nay tụi Thái thấy rất áp lực là mình là người kick up cái series đầu tiên, bởi vì thầy Việt Anh mong muốn rằng là những series, những talk show như thế này nè, nó sẽ được tiếp tục với những chủ đề thiết thực khác. Mục đích chung cuối cùng là kết nối sức mạnh, giống y hệt cái tên của chương trình. Sức mạnh gì? Sức mạnh tri thức mà tất cả con người chúng ta trong cộng đồng anh luôn. Sau khi nghe tất cả các speaker của chúng ta thì thấy là cái dây mơ rễ má để ra cái chương trình ngày hôm nay thì bắt đầu từ thầy Việt Anh cả. Cho nên buộc thầy phải cho vài lời phi lộ để trước khi tụi em đi vào chuyên môn. Thưa thầy Bình, các chị Hương, anh Tuấn Hạ, chị Sơn, anh Thanh, anh Điệp, anh Hùng, cảm ơn anh Thái rất nhiều. Thế giờ thì tôi phải nói là cực kỳ xúc động, và tôi phải nói là hết sức là cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi chắc là tí nữa thì anh Thái cũng sẽ nói qua về rất nhiều các hoạt động là do chính người như anh Thái, anh Điệp, anh Hùng đã có một cái cảm hứng để xây dựng lên xây dựng hoạt động cho cộng đồng. Đây là một trong những hoạt động dành riêng cho cộng đồng của chúng ta. Và tôi chỉ có quan điểm là làm sao để mà chúng ta cùng sướng với nhau để cho nó để cho có một cái thực sự là kết nối được anh em ở trong Nam ngoài Bắc trên toàn quốc, để chúng ta có được thực sự là một kết nối tạo ra sức mạnh. Thế thì không còn nói gì hơn, thì tôi xin phép được cảm ơn các anh chị lần nữa và xin phép được nhận lời lại cho anh Thái. Thì cũng xin cập nhật với mọi người một tí, theo thầy anh vừa có nói thì câu lạc bộ về doanh nhân của Andrew Nam thành lập cũng sớm thôi. Thái cũng dưới sự dìu dắt của anh Điệp chủ tịch và anh Hùng phó chủ tịch, thì tụi Thái cũng thứ nhất là kết nối với nhau để chia sẻ những cái kiến thức mình biết cái đã. Cái thứ hai là tạo cơ hội làm ăn với nhau nếu có thể, điều đó tốt đẹp.
Nhưng thứ ba là tôi thấy là tập trung làm nhiều rất nhiều cái hoạt động mà có ích cho xã hội, thì mình cảm thấy là đôi khi mình bay back á, mình cảm thấy sự an lạc. Và cụ thể là trong cái đợt dịch vừa rồi thì câu lạc bộ anh em chúng ta trong cộng đồng thì ai cũng tham gia rất nhiều đường dây từ thiện, người đóng góp bên này, người đóng góp bên kia, công ty mình, công ty bạn, công ty vợ, nhưng câu lạc bộ Andrew cũng cố gắng làm với nhau được 2 lần. Tụi thay lần đã gom góp sức người sức của, tụi thấy nó cung cấp được một lượng ngân sách cũng đáng kể cho các bếp ăn từ thiện ở tuyến đầu, nấu cho bệnh nhân, nấu cho các bác sĩ ở bệnh viện dã chiến. Lần thứ hai thì tụi thấy thấy rằng là lực lượng lao động còn còn mắc kẹt dịch ở Hồ Chí Minh, và tụi thấy đóng góp gạo và tiền mang đến nhà trọ cho họ. Thì những hoạt động như vậy thì với cái sức, với sức người hạn chế, số lượng người hạn chế thì nó không được bao nhiêu, nhưng mà góp gió thành bão. Thì đặc biệt là câu lạc bộ tôi thấy có một cái case mà tất cả mọi người đều bàng hoàng ở những ngày đầu, đó là bạn Giang, một trong học viên của Andrew, bạn cả nhà không may thì là F0 và có những diễn biến rất là nguy kịch, bà ngoại cũng nguy kịch, mẹ bố cũng nguy kịch và bản thân Giang cũng là F0. Giang là running man mà sức khỏe tốt lắm, con rồi cũng là một dạng tán gái sát thủ ấy, nhưng mà cái Covid nó vực cho một phát thì chèm bẹp. Đã có lúc nhắn tin cho cho trên câu lạc bộ là mệt mỏi và cảm thấy tín hiệu xấu, thì bọn này động viên với nhau và phép màu đến cho những ai có nỗ lực. Thì Giang đã khỏi bệnh, và khi Giang khỏi bệnh đó, thì Giang có một cái offer rất là tốt từ job của Coca-Cola, nghe nói cũng bộn tiền đấy, và ngày đi làm đã đến rồi. Số tiền bao nhiêu thì nó giấu, nó không nói, đôi khi chơi câu lạc bộ với nhau thế nhưng mà cũng không đi chi tiết được đến mức đó. Thì cuối cùng đấy lại cười đấy, Giang lại cười đấy. Cuối cùng thì Giang có một cái tâm nguyện mà bọn những người lớn tuổi, những thế hệ đàn anh đi trước thì tụi tái giật mình. Em nói không, em gửi đơn cho công ty rồi, em nói là em muốn lùi cái ngày on board lại để em muốn dành 2 tuần đến 1 tháng, em về em F0, em muốn ra tuyến đầu để em giúp bác sĩ, em giúp bệnh nhân. Và Giang đã hoàn thành cái đó được 2 tháng. Thì cái câu chuyện và hành động của em á làm cho tụi anh, những người đi trước nghĩ lại là thế hệ trẻ bây giờ họ còn dám dấn thân như thế thì chúng ta chưa phải là già, không được nghĩ mình là già. Cho nên khi thầy Bình Anh nói là Thái ơi phải làm cái hội thảo này để nói là thì cỡ gì thì em cũng làm, thì yên tâm, mặc dù thật sự em cũng không biết sẽ làm như thế nào, nhưng mà mình với tinh thần như vậy thì mình cứ nói là em sẽ cố gắng em làm. Thì cái câu lạc bộ này nó đã phát sinh những chồi non tốt đẹp, ít nhất là trong tâm hồn mọi người. Thì cũng muốn mời anh Điệp, chủ tịch câu lạc bộ, có vài lời giới thiệu để hy vọng rằng chúng ta sẽ có được nhiều thành viên hơn của câu lạc bộ. Mời anh Điệp. Cảm ơn ông Thái. Kính thưa thầy Việt Anh, cũng như thầy Bình cùng các anh chị em khách mời cũng như thành viên của Andrew, thì tôi thì cũng được vinh dự là được chỗ thầy Việt Anh cũng như anh em trong ngày đầu thành lập câu lạc bộ Doanh nhân Andrew ủng hộ làm chủ tịch, và là đồng thời trong một cái giai đoạn thì cũng rất là vui, trong một giai đoạn ngắn thì giống như anh Thái chia sẻ thì câu lạc bộ Doanh nhân Andrew cũng tập trung được cũng nhiều thành viên xuất sắc ưu tú của các nhóm. Đấy, trong đó có hôm nay có anh Khái, anh Thành đấy, là tham gia cái buổi webinar. Bên cạnh đó thì cũng nhờ được sự động viên của chỗ thầy Việt Anh, rồi thêm chỗ thầy Bình như anh Tấn Hạ. Tấn Hạ thì tôi sẽ giới thiệu thêm, anh Tấn Hạ cũng là người người anh em cùng đồng hành tại SCTD, cũng như anh Tấn Hạ thì làm thành viên của Sacha. Đấy, thì trong thời gian ngắn vừa qua thì câu lạc bộ cũng đã tạo được một số cái sự kiện ủng hộ cùng với hoạt động của trường và một số sự kiện cho về mặt xã hội. Thì cùng với đồng hành với các doanh nghiệp cũng như đồng hành với nhân dân bà con đấy, giống như anh Thái cũng đã chia sẻ. Đấy, thì đặc biệt là cũng cảm ơn bạn Giang là thành viên câu lạc bộ truyền thông, một cây marketing cực lớn cho Andrew và cho câu lạc bộ Doanh nhân. Thì vừa rồi rất được nhiều cô phóng viên xinh đẹp từ VTV hoặc là internet phỏng vấn. Đấy, xin chúc mừng Giang nhé. Cảm ơn ạ. Thì cũng cũng thời gian mình cũng có hạn nên tôi chỉ xin chia sẻ vài nét về câu lạc bộ Doanh nhân, và hy vọng sắp tới những ai là cựu cựu thành viên của Andrew hoặc là những thành viên sắp tốt nghiệp của Andrew khoa mới, thì nếu mà cùng với một cái tâm tâm thế là chia sẻ cùng cho đi và cùng hợp tác, thì chúng ta có thể gắn kết lại để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, một phần nào đó của cộng đồng doanh nghiệp trong doanh nhân Andrew cũng như là của xa hơn, rộng hơn là của Việt Nam,
cùng càng ngày càng phát triển hơn. Xin phép được bước vào chuyên môn chính của chương trình ngày hôm nay. Thì nội dung thì mọi chủ đề chính thì mọi người thấy là mình chủ yếu kết nối sức mạnh và chúng ta giải quyết cùng nhau tìm ra cái phương thức để phục hồi nền kinh tế cho bản thân, cho công ty qua cái buổi webinar này. Một trong những cái bản thân Thái tâm đắc là có một cái câu thành ngữ rất hay là ôm cổ tri tân, tức là mình muốn biết được cái gì sẽ diễn ra phía trước trong tương lai. Tri tân mà nghĩ về cái phía trước, nghĩ về cái mới thì phải ôm cố, là mình nhìn lại cái cũ, nhìn lại cái đã qua. Thì như Thái đã nói ban đầu á, thì thầy Bình của chúng ta là người xuất sắc, hãy nghĩ như vậy, giúp chúng ta ôn lại cái đã qua, bởi vì thầy có quá nhiều trải nghiệm. Thầy đã từng tâm sự với Thái, thầy đã từng là kế toán trưởng của công ty rồi, cho nên thầy đã xuống công trường rồi, chứ không phải thầy không xuống công trường đâu, mà thầy lại có trải nghiệm chúng ta cho qua rất nhiều giai đoạn của đời sống xã hội. Thì em muốn bắt đầu với thầy trước, em mong thầy có cái góc nhìn ôn cố và có cái phóng cái tầm nhìn tương lai giúp tụi em với trong cái bối cảnh Covid vừa rồi, cái bối cảnh mà vô tiền khoáng hậu là chưa bao giờ có đối với xã hội Việt Nam mình. Em mời thầy ạ. Các anh chị là những người làm thực tế, lăn lộn nhiều, đau khổ các anh chị cũng gặp trước, còn tôi chỉ có đau khổ sau ở trên giảng đường rồi thống kê là cái lịch sử rồi thông báo là thôi. Phân tích tình hình làm ăn của các công ty trong các quý qua đã qua rồi, tôi mới nói có chuẩn bị sẵn cái thảo luận các anh chị ở đây. Nhưng mà tôi thấy là các câu hỏi các anh chị có khoảng 18-19 câu hỏi đó, thì nó cũng gần với là cái slide mà tôi chuẩn bị cho chương trình. Thật ra tôi xin phép tôi lướt qua cái slide đó, lướt nhanh qua thôi nha các anh chị. Thì đây là cái số liệu giống như là tôi thống kê lại và gửi đến các anh chị thôi. Như các chị biết á, là cái thầy mở slide luôn thầy. Như các chị biết á, là cái tôi hay nói là cái báo cáo tài chính á là những cái đã qua, những cái lịch sử. Nhưng mà các cái doanh nhân, doanh nghiệp á thì lại muốn hướng về tương lai. Cho nên vì vậy đó, thì trong cái môn học, các môn học của mình mà về ngành tài chính, về cái lĩnh vực tài chính ở Andrew á, mình cố gắng làm sao mình nối kết được một chút nào giữa cái quá khứ đó để cho mình forecast cái tương lai, thì đó nó nằm trong khuôn khổ các con số đó. Còn ngoài ra thì cái thế giới thì nó mênh mông và còn nhiều cái thông tin mà non-financial nữa, tức là nó không phải thông tin tài chính, nó như thông tin khác. Vậy cho nên đó là cái mà các anh chị mạnh, các anh chị sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Còn này tôi liếc nhanh qua thôi, liếc cái gì có những con số, không phải là bi quan đâu các anh chị, nhưng mà thực tế là như vậy. Tôi làm nhanh qua các anh chị ha. Có câu hỏi ngay chỗ này rằng, tại vì qua phát hiện một số công ty thông tin nó thú vị. Như vậy với cái bức tranh vĩ mô mà thầy vạch ra rất rõ cho tụi em á, tức là phía trước rất mơ hồ, một số ngành sẽ tan tác và đã tan tác, một số ngành sẽ không biết đi về đâu, một số ngành là cơ hội như là logistics. Vậy thì với góc độ người trải nghiệm ở góc độ doanh nghiệp có và môi trường học thuật có, thì với một câu hỏi rất hay là nên tiến hay lùi trong trường hợp hậu Covid này, thì nếu được thì cho lời khuyên nhanh thì thầy nghĩ là nên tiến hay lùi ạ? Thì thực ra đó, câu hỏi mà của anh Thái đó, thì như tôi nói là có cái câu hỏi số 13 đây rồi nè, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, anh này hỏi riêng vận tải thôi. Thì nên tiến hay lùi, mà vận tải mà anh là vận tải du lịch nữa, thì có lời tôi là còn buồn việc mà lùi. Rồi, em cảm ơn thầy. Trong một cái tóm tắt rất là chi tiết như vậy về bức tranh chung, bức tranh riêng, cơ cấu ngành cho tụi em. Theo em được biết á, thì những công ty Big Four về kế toán, kiểm toán và tư vấn lừng lẫy như Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers này nọ đó, họ có công cụ, phương tiện và nguồn ngân sách để đào sâu vào những phân tích vĩ mô và vi mô như vậy. Và thường ngoài cái việc đào sâu phân tích thì họ hay ra được những cái prediction, tức là những tiên đoán rất là sâu về tương lai á. Thì không biết rằng là xin muốn hỏi chị Hương là với là người làm trong Ernst & Young và làm công việc tư vấn á, thì chị có thể chia sẻ những cái phân tích hoặc là những cái prediction như vậy từ phía một cái tập đoàn hàng đầu như Ernst & Young hay không ạ? Cũng xoay quanh chương trình, cũng xoay quanh đề tài là chúng ta là tái đầu tư thế nào, tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí như thế nào. Thì thường hãy đã từng đọc được những báo cáo xuất sắc như vậy từ họ. Hưng nghĩ rằng Hưng sẽ chia sẻ một số các cái cách mà Hưng nhìn lại
giống như thầy Bình nói, tức là nhìn lại để xem là trong COVID thì các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp họ đã vượt qua thế nào, đặc biệt trong một số doanh nghiệp mà trong một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực mà bị gọi là ảnh hưởng, bị hit nặng nề nhất, ví dụ như là du lịch, bất động sản, nghỉ dưỡng đấy, hay là nhà hàng, khách sạn, thì bởi vì cả cái cách mà họ ứng xử trong khủng hoảng đấy, trong COVID ấy, cũng là cái cách mà sẽ dự báo được một phần, sẽ dự báo được tương lai. Thấy rằng là mặc dù đấy là ngành mà phải nói rằng là bị ảnh hưởng nặng nề nhất và ảnh hưởng đến mức là gần như không đỡ được, đúng không? Bởi vì như có một lần Hương chia sẻ với anh Thái là nếu bàn gì, bàn chiến lược rất là khó khi mà gần như là nhu cầu là không còn nữa. Đấy. Tuy nhiên trong những cái khủng hoảng như thế mà Hương thấy có một số doanh nghiệp họ vẫn có được những cái xoay sở, được những cái phương thức để tồn tại mà Hương cảm thấy rất là ngưỡng mộ trong những khủng hoảng. Và ngay cả chính trọng ở những doanh nghiệp mà ở trong cái tâm bão khiếp nhất, đúng nghĩa là tâm bão, nếu các bạn, nếu các doanh nghiệp ấy xoay sở vẫn luôn có thể tìm ra những cách. Còn cách gì thì nói thật là không có nhà tư vấn nào hay là nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào dám đi khuyên theo một công thức chung cả. Đấy, nhưng mà luôn luôn có cơ hội trong khủng hoảng. Đấy. Cái khía cạnh thứ hai mà Hương thấy rằng là nếu theo Hương trao đổi với một số nhà đầu tư ấy, nhà đầu tư quốc tế, thì họ cũng đánh giá rất cao cái khía cạnh này. Đó là đã có một số doanh nghiệp cũng trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, du lịch, nhà hàng, tức là ngành mà bị hit nặng nề nhất, mà họ vẫn duy trì được cái tinh thần và sự gắn kết của nhân viên. Và tại sao nhà đầu tư đánh giá cao cái này? Là bởi vì họ nghĩ đấy chính cái khả năng gắn kết nhân viên và giữ nhân viên ngay cả trong trường hợp nhân viên không trả lương cho họ, thì đấy chính là dấu hiệu của sức bật sau đại dịch. Và điều đấy rất là quan trọng. Đại dịch này không chỉ ở Việt Nam, toàn thế giới ai cũng ảnh hưởng. Thì quan trọng nhất mà nhà đầu tư họ nhìn vào, và có rất nhiều trường hợp ngay giữa điểm đen họ vẫn rót tiền đầu tư, bởi vì họ nhìn thấy cái khả năng bật lên sau đại dịch. Và một trong những cái indicator mà họ nhìn vào là cái khả năng bạn gắn kết nhân viên, kết nối nhân viên, giữ tinh thần của nhân viên như thế nào trong đại dịch. Hay quá. Hay là bởi vì nó tóm tắt được để mang tính chất là gợi ý và ứng dụng. Thì qua những gì chị nói, qua những gì chị quan sát khách hàng của chị và nghe được những nhà đầu tư nước ngoài, client của chị feedback về họ, thì thấy là họ đánh giá cao về cái độ thích nghi và thích nghi có sáng tạo. Thì buộc phải adapt thôi, cho một biến cố mà rõ ràng biến cố mình không biết thì ai thích nghi tốt hơn nữa, tồn tại quy luật sàng lọc của tự nhiên mà. Và cái câu chuyện của Vietnam Airlines đầu tiên làm cốc bán trà sữa, khách sạn trở thành nơi cách ly cao cấp, đầu bếp 5 sao đến nhà, là cái cách mà người ta thích nghi một cách sáng tạo để tồn tại trước cái là, đúng không ạ? Và trong phần chia sẻ của chị nó có chạm tới một cái khía cạnh thứ hai mà ít khi các talk show về phục hồi Covid họ chạm đến, đó là sự gắn kết và giữ lại lao động để phục hồi sau dịch. Thị trường chứng khoán nó bùng nổ vì người ta không còn cái cửa nào khác để kiếm tiền bằng cách là mở hàng, mở quán, bán buôn, thì người ta đổ tiền vào đó để kiếm tiền. Và thị trường chứng khoán thì theo phân tích của sư phụ chúng ta rồi, nó sẽ có những cái ảo diệu, những cái thứ mà bản thân thầy ổng tin, nhưng người ta vẫn đổ tiền vào đó. Thế thì phải bùng nổ và vạch trần nó ra thôi. Và người vạch trần cái bức tranh của thị trường chứng khoán, đổ tiền vào nó hay không đổ tiền vào nó phải là kênh đầu tư tốt hay không cho thời điểm này. Và đặc biệt là đối với độ nhà đầu tư nên tiến hay lùi, câu hỏi hay nhất của chương trình là tiến hay lùi, thì không, thái nghĩ cái người trả lời hay nhất là phải chị Sơn thôi. Và chị tôi đề nghị chị luôn á, tôi đề nghị chị bằng văn bản mồm đấy, là chị phải vạch trần nó ra là tiến hay lùi, tại sao tiến hay sao lùi, tiến lùi như thế nào trong chứng khoán. Mà chị cũng xin chia sẻ như thế này, nhưng mà trước khi đi thẳng thì mình vẫn phải bắt đầu từ ngõ trước. Tức là cá nhân mình thì được trải qua cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Thời điểm mà Covid xảy ra cũng là một khủng hoảng, cũng là một sự kiện khủng hoảng, nhưng câu chuyện lại khác hoàn toàn câu chuyện năm 2008. Và nếu như thầy Bình không tin vào cái thị trường ảo diệu này, nhưng mà hàng tỷ tỷ con người khác, tức là mình không muốn tin, nhưng mà thực tế nó xảy ra mình buộc phải tin. Tức là các anh chị có thể tưởng tượng thị trường chứng khoán bùng nổ trên toàn cầu trong năm 2020, 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ. Tức là người ta không thể hiểu nổi. Tức là đúng là tôi cũng có nói với các anh chị, tức là nói chia sẻ trong một nhóm nhỏ rằng nếu như trước đây chúng ta nghiên cứu là kinh tế học số liệu
thì hiện nay tôi nghĩ rằng là kinh tế học hành vi mới là cái môn mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự vận hành của nền kinh tế. Cái chủ đề ngày hôm nay là tối đa hóa lợi nhuận hay tối thiểu hóa rủi ro. Nếu xét riêng về góc độ đầu tư thì cá nhân tôi luôn luôn sử dụng cái quan điểm ngược lại. Đó là nếu đã tham gia đầu tư, đặc biệt là đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất động sản, thì tôi luôn theo cái quan điểm là tối đa hóa rủi ro và tối thiểu hóa lợi nhuận. Để tôi xác định rằng trong trường hợp tồi tệ nhất xảy ra đối với khoản đầu tư của mình thì mình liệu mình có khả năng để sống sót. Bởi vì phải sống sót thì mới có thể tiếp tục làm lại được. Trở lại với câu hỏi của anh Thái, chắc là câu hỏi này từ một số các bạn tham gia trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Đó là đối với thị trường chứng khoán thì tiến hay lùi? Tôi nói luôn, chắc chắn không thể nói đúng một câu là tiến hay lùi, mà phải tùy thuộc vào từng thời điểm. Có những thời điểm các anh chị phải tiến, có những thời điểm các anh chị phải lùi. Lùi để giữ thành quả, tiến để chớp cơ hội. Đó là cái mà tôi nói. Nếu mà đưa ra một công thức, chị Hương cũng đã nói rồi, không thể nào có một công thức là one size fit all được, tức là một thứ có thể phù hợp với mọi người được, mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào tính thời điểm. Nhưng nếu mà có một cái lời chia sẻ với tất cả các anh chị, nếu như với cả các anh chị làm chủ doanh nghiệp, các anh chị đang tham gia vào hoạt động quản lý doanh nghiệp, hay là các anh chị là các nhà đầu tư cá nhân, thì tôi có một cái quan điểm rằng tiền mặt luôn luôn là vua. Trong mọi tình huống các anh chị phải làm sao đó học để quản lý được cái tài chính của mình, luôn luôn đảm bảo một cái khoản tiền mặt nhất định. Bởi vì trên thực tế lịch sử đã chứng minh rằng rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều kể cả các nhà đầu tư cá nhân, có khi chỉ trong một cái gọi là thế nào nhỉ, cái ngưỡng rất là tích tắc, có tiền hay không có tiền, vào một cái thời điểm rất là tích tắc có thể thay đổi cục diện là thành công hay thất bại. Thế thì trong bất cứ cái tình huống khủng hoảng nào, và trong bất cứ cái tình huống, nếu mà nói khủng hoảng thì hơi quá, tức là có những cái sự diễn biến thay đổi của về vĩ mô, thì với một doanh nghiệp nói riêng và với một nhà đầu tư cá nhân, bất cứ nhà đầu tư cá nhân nào nói chung, thì tôi nghĩ rằng cái quản lý được cái thanh khoản của các anh chị là yếu tố then chốt, yếu tố hàng đầu. Nếu các anh chị quản lý được cái yếu tố này thì có thể nói là cái cơ hội của thất bại của anh chị rất là thấp. Kể cả trường hợp các anh chị đầu tư đi vào đúng đỉnh đi chăng nữa, nếu các anh chị đủ tiền mặt để sống sót, để đợi nó qua đến đỉnh, thì các anh chị có khi lại có lời. Nhưng đa phần chúng ta là đến đỉnh rồi, có khi đấy là đỉnh lắm rồi, nhưng chúng ta buộc phải cắt ở đỉnh và chúng ta thua lỗ bởi vì chúng ta không có tiền để chúng ta tồn tại. Thì đấy mới là một cái câu chuyện rất là lớn, là tiền nó là cái máu của doanh nghiệp, máu của cá nhân đó. Thì chúng ta phải làm sao để quản lý, làm sao chúng ta đừng để hết máu là end game, và chúng ta phải đợi new game. Thì chắc là đợi new game nhiều khi cũng hết một đời, hết mất cơ hội. Nhờ cái ông Thanh này nè nói cái câu chuyện đầu tư cá nhân của em, phản chiếu lại những gì chị Sơn vừa nói giúp anh và mọi người xem em trải nghiệm nó như thế nào khi em tham gia trên góc độ nhà đầu tư cá nhân hoặc thị trường chứng khoán, và rộng hơn nữa với góc độ là một nhà quản lý của Capital Land ở cái thị trường mà gọi là đang bị gọi là đóng băng với bất động sản này nọ, thì em cái góc nhìn của em về câu chuyện này như thế nào? Mình chia sẻ cái phương châm của mình thế nào, vì là dân bê tông cốt thép mà, kỹ sư mà, nên là phải tính toán an toàn, nhớ mà nó sập một phát là chắc là bóc lịch luôn á. Đấy thì vị trí mình tính toán an toàn, nên trong phương châm thì luôn có là định hình là xác định 70% hoặc 60% là đầu tư chắc chắn, còn 30% đến 40% là đầu tư mạo hiểm đó. Thì đầu tư chắc chắn thì có hai điều mà mình chia sẻ cái cách mình nhìn nhá, nó có thể đúng hay sai thì tùy các bạn. Một cổ phiếu đầu tiên là gì? Cổ phiếu đó có chia cổ tức đều hàng năm hay không? Cái đầu tiên mình để ý là như vậy. Cái thứ hai, sư phụ mình đã dạy, dòng tiền dương, như chị Sơn chia sẻ, nó phải là dòng tiền chứ nó không thể là báo cáo tài chính. Kể cả nó như thế nào đi nữa, nhưng mà dòng tiền kể cả nó báo lãi lỗ thế nào mình, cái đó không quan trọng, mà quan trọng là khi mình tính ra dòng tiền hàng năm nó mang về dòng tiền dương, có dòng máu để nuôi cơ thể. Là hai cái đó là cái mà yêu cầu tối chắc chắn để mình đầu tư theo phương châm là đầu tư chắc chắn. Về câu hỏi thứ hai của anh Thái là về lĩnh vực bất động sản ạ, thì cái này đúng là khá là khó, nhưng mà với góc nhìn về thực ra bản thân mình thì ở Capital Land và làm các cái thị trường nước ngoài cũng nhiều, thì luôn luôn có cái suy nghĩ là phát triển bền vững. Thì cái góc nhìn cái dịch này nó cũng là một cái cơ hội để mình thay đổi cái phát triển bền vững. Mình làm tốt hơn nữa, mặc dù đã có định hướng rồi, làm tốt hơn nữa thì cái đầu tiên vẫn là con người. Bất động sản thì thường nói là địa điểm và thời điểm, nhưng mà thực ra cái quan điểm theo mình nghĩ nó phải là con người và con người. Rồi, cảm ơn Thanh. Lại thêm một câu khẩu quyết để bà con có thể sử dụng, mà sử dụng có cẩn trọng nha. Đó là buy slow, sell slow, mua chậm chậm, bán chậm chậm.
cái nền kinh tế này không chỉ có cổ phiếu, và nếu ai cũng lao vào cổ phiếu thì lúc đó nó sẽ thành một cái thứ rủi ro khác, và nền kinh tế chúng ta sẽ phát triển không có là không có bền vững, bởi vì chúng ta đứng thẳng trên một cái thị trường duy nhất là cổ phiếu. Vậy thì anh muốn hỏi hạn em là luật sư, background của em là luật sư, em cũng là nhà đầu tư, em là người run công ty của em là partner của rất nhiều công ty khác. Vậy thì với những ngành nghề khác không phải là bất động sản, không phải là cổ phiếu, thì đâu là con đường hậu Covid cho họ? Bản thân tôi có một cái góc nhìn nó khá là toàn diện, và cũng thấy rằng là trong cái vấn đề về đầu tư thì chúng ta đứng giữa những cái ngã ba đường là tiến hay lùi, rồi chúng ta đầu tư hướng về cái độ rủi ro, sẵn sàng đối diện với rủi ro, hay là chúng ta đề cao tính an toàn. Nói chung là chúng ta đều đứng giữa những cái ngã ba đường để chúng ta đưa đến những cái quyết định. Nếu một cái nước hồ, một cái hồ mà chúng ta cứ quậy lên đục ngầu thì chúng ta sẽ không thấy được cái gì ở bên dưới cả. Em nghĩ là chúng ta cần phải có sự tĩnh lặng. Trước nhất là về cái tâm của mình tĩnh lặng để mình có thể quan sát và mình tư duy về mọi chuyện. Trước khi chúng ta đầu tư thì chúng ta nói về cái góc độ về khía cạnh doanh nghiệp, thì khi chúng ta đánh giá, chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư trong cái bối cảnh này thì chúng ta phải trả lời cho ba cái câu hỏi quan trọng. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để doanh nghiệp chúng ta kiếm được tiền, cái dòng tiền, cái cash flow chúng ta đến và đi từ đâu. Và rất nhiều công ty thì họ không dành thời gian để họ trả lời cho câu hỏi này, mà đây là câu hỏi nó rất là trực diện. Từ cái những cái chiến lược quan trọng chúng ta vạch ra về tiền, về hàng hóa, về thông tin, cách nó luân chuyển giữa các cái thực thể trong cái hệ sinh thái chúng ta nó vận hành như thế nào để mang lại một cái cash flow tốt. Thì cái phần này thầy Bình nói quá hay, chị Sơn, chị Hương nói quá hay. Cái thứ hai đó là chúng ta xác định là thật sự cái doanh nghiệp chúng ta đó, cái dự án chúng ta, cái chúng ta sẽ đầu tư nó phụ thuộc vào ai để thúc đẩy trên phương diện về kinh doanh, trên phương diện về mô hình. Hành vi của họ khi họ ứng phó, họ nhìn nhận về ta như thế nào, và liệu họ sẽ đóng một vai trò gì trong cái phát triển của ta. Và cái thứ ba là câu hỏi quan trọng nhất mà nãy giờ các diễn giả cũng có đặt ra, đó chính là hành vi mọi người sẽ thay đổi như thế nào sau cái dịch này. Và lúc chúng ta nói về tâm lý học hành vi nó hơn là về số liệu, thì thật sự mà nói cái góc độ của em thì em combine hai cái này là giữa tâm lý học hành vi cộng với kinh tế về mặt số liệu, và ở giữa nó match bởi cái khoa học công nghệ. Ở đây là chúng ta nói về big data, chúng ta nói về AI. Xin thưa, khi nó combine hai cái này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng là phân tích hành vi con người cực kỳ xuất sắc, và chúng ta có thể tham khảo được những cái phân tích hành vi đấy để chúng ta cảm nhận được những gì đang diễn ra. Thực sự là hành vi con người nó sẽ quyết định cái chúng ta sẽ đầu tư trong tương lai. Tiến sĩ Quỳnh Thanh Điền cho một vài cái đóng góp ý kiến về cái nội dung buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Mời. Cái đợt khủng hoảng này nó là một cái cuộc khủng hoảng Covid, nó khác so với nhiều cái cuộc khủng hoảng trước. Chẳng hạn như là khủng hoảng trước là do đầu cơ tấn công, do chúng ta phóng khoáng trong vấn đề giải ngân tín dụng, ví dụ như thế. Thì đây là cuộc khủng hoảng Covid, nó dẫn đến là gián đoạn lưu thông và nó tạo ra một cái tâm lý hoảng loạn trong ngắn hạn thôi. Đây là một cái cuộc khủng hoảng. Thì sau một cái cuộc khủng hoảng thì chính sách đó, về mặt lý thuyết và thực tế nó cũng phải như thế thôi. Sau khủng hoảng thì chính phủ phải tìm cách khôi phục lại, mà muốn khôi phục lại thì chỉ dùng có hai cách duy nhất chứ chả còn cách nào khác. Một đó là mở rộng tài khoá, có nghĩa là hoặc là giảm thuế cho một số lĩnh vực mà lao động nó bị thiếu, lao động nó nhiều. Hai là có thể kích cầu bằng thông qua cái gói kích cầu, nghĩa là tăng đầu tư công. Giống như chính phủ đầu tư con đường thì tạo công ăn việc làm cho cái ông làm đường, tạo công ăn việc làm cho ông làm sắt, tạo những công ăn việc làm cho ông làm thép. Thì cái cách chính phủ kia sẽ làm như thế, không còn cách nào khác cả, nó chỉ có vậy thôi. Còn chính sách tiền tệ sẽ nới lỏng tín dụng theo cái hướng giảm lãi suất thì cái này nó gặp cái rủi ro về lạm phát, cho nên cái chuyện này giảm chỗ nào, khi nào giảm, khi nào thắt lại, thì cái chuyện đó người ta sẽ bàn cụ thể. Em kính chào các thầy, kính chào tất cả mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia cái chương trình của bên MBA IRV. Em cảm thấy rất là vui. Sáng đến giờ cũng nghe được các chuyên gia, các anh chị và mọi người chia sẻ rồi á.
thì trước khi em cũng là một trong những cái người mà đang học hỏi để vận hành một cái doanh nghiệp của mình, thì cái vấn đề bây giờ em đang quan tâm đó là quản trị rủi ro về doanh nghiệp đấy. Thì như chúng ta đã biết là COVID là một trong những cái từ khóa mà được tìm kiếm nhiều nhất từ cuối cùng kỳ từ năm 2019 cho đến nay, và nó đã làm cho khoảng 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là nó đang rơi vào cái tình trạng nó khủng hoảng và rủi ro, thậm chí là bay màu trên thị trường đấy. Vì sau những cái thông tin đại chúng đưa tin hay là các cái chuyên gia hàng đầu về kinh tế đánh giá rằng là quản trị rủi ro của các doanh nghiệp hiện tại bây giờ đang rơi vào một cái tình trạng là thực phát, họ không có một cái hệ thống quản lý rõ ràng, họ đang quản lý theo một cái kiểu là tích lũy kinh nghiệm hay là những cái mà kinh nghiệm họ đang có từ trước đến giờ. Nhưng mà rõ ràng cái việc mà sau COVID COVID mà đang xảy ra ấy, thì cái việc mà thay đổi khiến cho chúng ta thay đổi là một cái điều mà có những doanh nghiệp hay là những cá nhân của những người đứng đầu họ sẽ là bắt kịp với thị trường, có những người thì họ đang chậm hơn đấy. Thì các cái biện pháp mà em được thấy các cái chuyên gia và những cái người đánh giá tài chính hay là những các cái đưa ra đó là các cái biện pháp đưa ra đó là ví dụ như là ước tính các cái rủi ro này, quản trị rủi ro này, cải thiện các nguồn lực này, đầu tư cho các cái nguồn đầu tư mới. Vậy thì các chuyên gia ngồi đây có thể cho em biết là các anh chị, các thầy cho một lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là sau khi tạo tổ chức về doanh nghiệp không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Anh có cái suy nghĩ thế này. Thường quản trị rủi ro, risk management á, thì các công ty đã phát triển lâu năm, các công ty từ các nước tư bản phát triển, họ có cái system, concept và cái practice rất tốt về nó. Họ làm nhiều rồi, cho nên họ, thế sau đó thì sao họ trường tồn qua nhiều thế kỷ? Thì câu hỏi này anh nghĩ, bản thân anh nghĩ là cái người sẽ maybe có câu trả lời tốt, có cái góc nhìn tốt cho em là chỗ anh Bá Thanh. Thì Bá Thanh làm cho Capitaland, là một trong những cái tập đoàn bất động sản hàng đầu lâu năm, và nó có kinh nghiệm lâu dài là một. Cái thứ hai, người sinh họ làm business so good, chúng ta đều biết mà, đúng không ạ? Thì có thể mình nên khai thác cái góc nhìn quản trị rủi ro từ Capitaland đó, để maybe là Ngọc Bích sẽ có khả năng áp dụng nó cho doanh nghiệp của mình. Mời Thanh. Cảm ơn anh Thái, cảm ơn Bích, Ngọc Bích. Vâng, em là Bích Ngọc ạ. Cũng khá là bất ngờ khi mà anh Thái chuyển cái câu hỏi này sang cho mình. Thực ra là có rất nhiều anh chị ở đây về mặt chiến lược, về mặt quản trị thì rất là mạnh. Bản thân mình thì cũng người lớn từ công việc thôi. Thì mình có thể chia sẻ một vài điểm mà mình thấy tại sao các cái bản thân mình thấy mình trải nghiệm các công ty lớn nó có thể có cái sức chịu đựng và nó trải qua rất nhiều biến cố nó chịu đựng được. Thì như cái đầu tiên mà lúc đầu mình chia sẻ một chút về văn hóa doanh nghiệp thì mình cũng không có nói nữa, nhưng mà trong về cái đầu tư á, về cái phát triển của doanh nghiệp á, thì mình thấy có một số điểm người ta quan tâm ấy. Thì đầu tiên là họ rất là luôn luôn có cái văn hóa là người ta lo xa, người ta tính đặt ra các tình huống rủi ro, như là khi nó xảy ra thế này thì làm sao. Từ đó người ta cân bằng được cái dòng tiền ấy, cái balance sheet của họ ấy. Thì đối với giả sử ngành bất động sản nha, thì như cái tập đoàn của bên mình, tại sao nó trải qua hết các cái khủng hoảng 2008 rồi đến bây giờ nó vẫn ok, vì là nó luôn luôn là không đặt mục tiêu nó phát triển quá nhanh, để nó không có vay nhiều, nó vừa phải, nó cân bằng, có thể tỷ lệ từ 1:1 hoặc là 1:2, cái tỷ lệ nó là vốn vay chủ vốn chủ sở hữu so với vốn vay á. Thì từ đó nó sẽ kiểm soát được cái dòng tiền và luôn luôn là có một cái lượng tiền mặt. Thì cái lượng tiền mặt đó nó giúp cho doanh nghiệp nói chung là có sức chống chịu. Mọi người nói tiền mặt là vua, và hơn nữa là khi mà trong cái dịch này hoặc là qua dịch có cơ hội nào là người ta dùng đúng cái tiền đó để người ta đầu tư, người ta nắm bắt cơ hội. Ví dụ như bên bất động sản của mình thì là tiến hành em ở đây mua đất, mua dự án, hoặc là chạy dự án, đẩy dự án. Đấy là cái đầu tiên về mặt về dòng tiền và về cái mục tiêu. Cái thứ hai là họ xây dựng
kiểm soát rất là chặt chẽ trong doanh nghiệp, cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Và cái mình thấy đặc biệt nữa là cái sự độ trong sạch kinh doanh. Kinh doanh là trong sạch, kinh doanh là không tham nhũng. Mình thấy cực kỳ tâm đắc cái này, mà mình cũng không dám nói là thị trường các nước như thế nào, nhưng mình thấy là để mà doanh nghiệp phát triển tồn tại được, kể cả sau đại dịch này, mình thấy thì cũng nên chú trọng vào cái đạo đức kinh doanh là trong sạch, không tham nhũng. Chỗ nào mà nói đến động đến tham nhũng thì chúng ta phải xem xét lại, vì cái đó không bao giờ bền vững, đặc biệt là ở Việt Nam, khi mà các yếu tố về chính trị có thể thay đổi. Không cứ Việt Nam, các nước cũng vậy, khi yếu tố chính trị thay đổi thì nó sẽ thay đổi. Thì cái chính sách này là nó rất là sạch. Và trong bản thân doanh nghiệp ấy thì sẽ luôn luôn có những cái gọi là internal audit, external audit, kiểm tra hệ thống để làm sao mà nó không xảy ra những việc đó. Đấy là cái mình xem. Còn một điểm nữa mà người ta cũng muốn, người ta cũng thấy là người ta sẽ biết chấp nhận thất bại. Ví dụ sau mình quyết định mình đầu tư một cái gì đó nhưng mà nó xảy ra thất bại, thì người ta chấp nhận thất bại bằng cách là người ta không nói xấu về đối thủ, không nói xấu về khách hàng, không nói xấu về cái gì đó, và cũng không có nói xấu cái đội ngũ nhân viên, đội ngũ của mình, vì mọi người đã làm việc hết sức rồi. Đó. Thì chính cái văn hóa đó nó sẽ khuyến khích họ, ok, lần này thất bại thì lần sau người ta sẽ tập trung làm tốt hơn, đầu tư nhiều hơn, đội ngũ mạnh mẽ hơn để làm cái việc đó. Thì không biết là đấy là mấy cái gợi ý, những cái mà mình thấy mình học được từ tập đoàn của mình nhé, từ học đấy, thì không biết là có phần nào trả lời được câu hỏi của bạn hay không, hoặc là bạn còn có khía cạnh nào nữa không thì mình cũng... Dạ vâng, theo cái mà anh chia sẻ vừa rồi ấy, thì em nhìn nhận nó chỉ gói gọn trong hai ý. Đó là cái việc mà anh tập trung vào cái tầm nhìn, nó rất là quan trọng đối với một chủ doanh nghiệp. Và cái thứ hai nữa, đó là cái điểm rơi của thị trường. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng là việc xoay chuyển cái tình thế, khi mà mình có một cái tầm nhìn tốt rồi, thì việc xoay chuyển tình thế và cái điểm rơi của thị trường, nắm bắt cơ hội, thì nó là một trong những cái điều rất quan trọng, đúng không ạ? Em đang muốn xác định lại là cái điều mà anh nói, thì em chỉ gói gọn trong hai cái điều đó. Và theo một số chuyên gia đưa ra thì khi mà Covid xảy ra ấy, thì cái điều mà bây giờ họ có thể là một câu nói hay, nhưng mà em cũng muốn là đứng trên góc độ các chuyên gia, các thầy và các anh chị ngày hôm nay thì có thể xem và chia sẻ cùng em. Bây giờ cả mọi người nói là doanh nghiệp bán thứ mà khách hàng cần chứ không bán thứ mà doanh nghiệp đang có. Thì cái điều này ở góc độ các anh chị thì các anh chị chia sẻ cho em là như thế nào? À, tới đây thì phải dừng lại bonus cho Ngọc Bích hả? Bích Ngọc đúng không ạ? Cái câu hỏi về quản trị rủi ro và bán cái mình có hay bán cái thằng cần á, thường các công ty tư vấn như anh Do họ có cả một kho lý thuyết và case thực tiễn về nó. Cho nên buộc phải triệu hồi gấp chị Hương. Mong chị phim phim cho hai ý ha. Quản trị rủi ro, cái này là nghề của anh Do. Hai, bây giờ mình bán cái gì? Tái với chị tâm đắc nhau cái chỗ là vì không có nhu cầu thì chiến lược gì mà nó áp dụng được đây, thì mời chị bonus cho em Bích Ngọc. Xin cảm ơn bạn chị Bích Ngọc, cũng có hai câu hỏi rất là hay, đúng không? Thứ nhất là quản trị rủi ro, thì một lần nữa có vẻ Hương hơi lặp đi lặp lại câu này, nhưng mà không ai dám nói hay trong quản trị rủi ro, đúng không ạ? Chúng ta không biết những gì chúng ta không biết, đúng không ạ? Và câu đấy áp dụng rất đúng trong câu chuyện quản trị rủi ro. Thế nhưng mà kinh nghiệm của cá nhân Hương đối với rất nhiều gọi là sau khi nghiên cứu rất nhiều trường hợp các tập đoàn trong và ngoài nước, các công ty từ to đến bé, thì có thể có một số ý như thế này. Thứ nhất là nguyên tắc đầu tiên của quản trị rủi ro vẫn quay về cái gọi là back to basic, không để trứng, tất cả trứng vào một giỏ. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi công ty mình đang bé đấy, hoạt động đơn ngành ấy, thì mình không dựa vào duy nhất một hay hai khách hàng, để nếu người ta có vấn đề mình cũng đi theo. Cũng không dựa vào chỉ rất ít một trong hai nhà cung cấp, người ta có vấn đề gì mình cũng đi theo nốt, đúng không ạ? Không thể yêu một người được. Cái tiếp theo, khi mà công ty bắt đầu phát triển rộng hơn, đúng không ạ, thì mình lại cũng triết lý đấy, cũng không chỉ đơn thuần làm một hay hai dịch vụ, hay là
cũng không chỉ đơn thuần là một hay hai mảng. Đấy là lý do tại sao mà các anh chị sẽ thấy rằng là những công ty có nhiều khi người ta cũng chỉ mua từ một đến hai, thường xuyên từ một đến hai nhà cung cấp, nhưng người ta luôn luôn phải dàn ra deal nhiều hơn với ba bốn nhà cung cấp. Tương tự với khách hàng, rồi là những công ty họ đã thành công trong những lĩnh vực ví dụ như là bất động sản, nhà ở, thì đấy là cũng dòng tiền rất lớn nhưng mà không phải định kỳ, thì người ta lại đầu tư sang những lĩnh vực mà hàng tiêu dùng hay là bán lẻ để cái dòng tiền nó ổn định hơn. Thì đấy là cái triết lý gọi là back to basic về quản trị rủi ro. Tưởng không có công thức nhưng nó cũng là một công thức, đây là cái đầu tiên. Cái thứ hai là với cá nhân Hương thì và cũng là từ việc Hương quan sát và học hỏi ở rất nhiều tập đoàn thành công, đó là trước khi nói cái ý này thì nói là cái điểm thứ hai, sau khi cái gọi là không để trứng vào một giỏ, thì những tập đoàn mà quản trị rủi ro thành công là những tập đoàn thường xuyên tự quan sát, tự học hỏi, đúng không? Và tự đúc rút kinh nghiệm. Ví dụ như những tập đoàn họ đã tồn tại hàng trăm năm, thực ra họ có hẳn một cuốn cẩm nang cho tập đoàn. Đó là những cái họ đúc rút kinh nghiệm của rất nhiều năm, và họ đã gặp phải những rủi ro đấy, đối tác của họ đã gặp phải những rủi ro đấy, và họ đã biết cách học hỏi và vượt qua. Ví dụ như khi anh làm với một công ty bất động sản đã có những cái như thế này và cũng đã được ghi vào cẩm nang, là từ câu chuyện là các anh chị biết là khi phòng kinh doanh và các bạn vào marketing, các phòng bán, các bạn bán hàng, đại lý bán hàng đi quảng cáo cho khách hàng về cái sản phẩm nhà ở tương lai, thì trên cái tài liệu quảng cáo bán hàng đấy có ghi một số chức năng, nói nôm na cũng hơi mang tính màu sắc quảng cáo một tí. Và sau đấy đã có những trường hợp là khách hàng kiện là ông không đủ các tiện ích như trong quảng cáo ở tài liệu bán hàng, tôi sẽ không đóng phí dịch vụ, đóng phí quản lý định kỳ. Đấy cũng là một kiểu của rủi ro đấy, và cái đấy đã được họ ghi chép lại cho vào cẩm nang. Và những tập đoàn có những cái cuốn cẩm nang về quản trị rủi ro rất là kinh nghiệm, thì đấy là những tập đoàn họ biết quan sát, họ biết đúc rút và họ tích lũy và họ đào tạo cho rất nhiều thế hệ trong suốt tập đoàn, của tập đoàn đấy. Đấy là cái điểm thứ hai. Về góc độ cá nhân thì Hương có một niềm tin nữa. Thực ra cái niềm tin này và bản thân Hương ứng dụng trong rất tất cả các hoạt động kinh doanh của mình, hoạt động gọi là kinh tế và kinh doanh của mình, của công ty mình, của đơn vị mình điều hành, cũng như của cá nhân. Mà bản thân Hương cũng học từ những tập đoàn mà Hương thấy rằng họ thành công, những doanh nhân họ thành công. Đó là Hương luôn tin sự bền vững từ cái triết lý là win-win, đúng không ạ? Mình chỉ có thể tồn tại bền vững khi rất nhiều đối tác họ muốn làm với mình, rất nhiều chuyên gia họ muốn làm với mình, rất nhiều khách hàng họ muốn làm với mình. Và muốn như thế thì thực sự phải có câu chuyện win-win rất chân thành. Ví dụ khi Hương hợp tác với chuyên gia trong một dự án tư vấn, vì EY thì không phải bao giờ cũng chỉ dùng nhân viên full time của EY. Và thông thường rất nhiều dự án tư vấn lớn, tụi Hương mời các chuyên gia của industry cả trong và ngoài nước. Quan điểm của Hương, nếu mình thấy cái dự án này, phần việc của mình, công sức của mình đáng 5 đồng, Hương sẽ có xu hướng lấy 4-8 thôi. Bởi vì Hương luôn tin rằng người ta chỉ muốn làm với mình khi người ta có lợi. Còn nếu người ta thiệt ấy, thì chỉ được một lần thôi. Và cái đấy chính là cái không bền vững, cái đấy chính là cái rất bấp bênh. Tôi nghĩ rằng là cái triết lý win-win thực sự cũng là một cách để quản lý rủi ro, đúng không ạ? Khi ai cũng thích làm việc với mình, ai cũng nghĩ rằng là làm việc với mình họ có lợi ấy, thì khi mình xuống dốc, mình ở đáy ấy, họ sẽ vớt mình lên. Bởi vì vớt mình lên cũng chính là vớt họ lên trong tương lai, đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái chia sẻ của Hương về quản lý rủi ro. Quay lại câu chuyện là bán cái mình thích, mình muốn bán, hay là bán cái khách hàng cần, thì Hương nghĩ rằng là để thành công phải có cả hai, đúng không ạ? Bạn phải bán cái khách hàng cần thì bạn mới bán được, nhưng bạn cũng phải tìm cách, dù có thể ban đầu bạn chưa muốn nó, nhưng nếu bạn muốn vào cuộc chơi đấy, bạn sẽ phải bán cái mình muốn và mình thích làm. Bởi vì sao? Chỉ khi bạn muốn và bạn thích làm thì bạn mới thực sự là đặt trái tim vào đấy, mới trau chuốt nó, đúng không ạ? Và mới có được cái sản phẩm đúng nghĩa là giá trị vượt trội. Và chỉ có cái sự vượt trội đấy thì bạn mới có thể
bền vững với thời gian. Thì đấy là nghe có vẻ rất là lý thuyết, nhưng mà thực sự là Hương đã từ những cái trải nghiệm cá nhân, từ cái cách mà mình đã xây dựng một số các practice trong lĩnh vực tư vấn lẫn bên ngoài, tự mình cũng là những một trong những người dẫn đầu trong cái practice đấy và đã build nó thành công với cái triết lý đấy, thì Hương cũng đã thấy rằng là nó luôn luôn thành công to hay thành công bé, có thể nhanh hơn chậm hơn cái cách mình mong muốn, nhưng mà nó sẽ đến thành công khi mình thực sự là đặt khách hàng lên trên hết, thực sự là đặt trái tim mình vào cái sản phẩm mà mình tư vấn cho khách hàng, chắc chắn là sẽ thành công. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin phép xin phép được đại diện chương trình Andrew xin kết xin được slow cái buổi webinar ngày hôm nay. Đây là buổi khởi đầu, chắc chắn là từ khâu tổ chức, bản thân Thái, bản thân Ngọc sẽ có những cái va vấp hoặc có những cái chưa chân tru, thì mong mọi người lượng thứ. Thứ hai là không thể gửi lời cảm ơn đủ đến năm vị diễn giả đã dành thời gian ngày hôm nay. Công việc dịch bệnh tái khởi động, anh chị đều rất bận, mà đã dành nguyên một buổi sáng thứ bảy hiếm hoi cho gia đình ngồi với tất cả audience, thì cái đó thì theo Phật pháp gọi là công đức vô lượng đấy, hưởng kiếp sau nhiều lắm, kiếp này chưa lãi đâu nhưng kiếp sau lãi rất nhiều. Và Thái xin muốn nhường cái lời kết cho thầy Việt Anh, người đã tạo ra cái series này, người đã đẩy mọi người tới cái điểm khởi đầu của cái series đầu tiên, và cũng thầy cũng nên là người kết lại cái series số 1 này, mời thầy. Cảm ơn anh Thái. Không biết là tôi nói có thành khích lễ với mọi người không, nhưng mà thực ra là năm diễn giả hôm nay thì đều là năm người mà chúng tôi phải nói là bởi vì background thì là năm phải nói là năm dị nhân chứ không phải là năm người bình thường. Nếu mà tôi nói về chia sẻ một chút đối với anh Tuấn Hạ thì là xung quanh Tuấn Hạ trông nho nhã và học thức cực kỳ, nhưng mà toàn phải deal với lại những ông chùm cuối của cái chợ đầu mối Bình Điền, là cái chợ mà phải nói là có doanh số như là 3 tỷ đô một năm phải không anh ấy. Thưa anh chị Thanh Sơn thì tôi biết sẽ có ngày và ngày đấy đã đến từ lâu, chị giỏi hơn tôi và thực sự là chị giỏi tôi chặt. Tôi có cái may mắn là chị từ hồi chị còn trẻ để học tôi thì chắc là phải vẫn là học trò, nhưng mà thực ra là tôi biết là chị giỏi hơn tôi rất là nhiều. Thế còn chị Thiên Hương thì thưa anh chị thì là chị đã từng là được tập đoàn Vingroup và cầu cạnh ở lại, chị ít thì không ở lại, quay trở lại về cái này một tập đoàn đã ra là con sinh em quốc tế. Thế còn anh Bá Thanh thì không phải bàn rồi, vì là duy nhất là người mặt mũi phấn khởi nhất trong đại dịch, như nào lại ghê gớm. Và thầy Tấn Bình thì chúng ta thấy không ạ, đặt vấn đề cơ sở lý luận, cơ sở khoa học để chúng ta có được thông tin thì không phải bàn. Và cái thành công có cái sự đóng góp này của đông người hôm nay là cũng phần nhiều phần lớn là do thầy Tấn Bình, và không thể không cảm ơn nhạc trưởng là anh Thái. Anh Thái thì là nằm trong câu lạc bộ và nhà trưởng hôm nay đã phải nói là đẩy cái cuộc trò chuyện lên hết sức hấp dẫn. Thế còn cái đấy thì đấy là một vài lời mà chúng tôi cũng xin được cảm ơn các anh các chị diễn giả và đồng hành cùng tôi hôm nay là có bên đây phải tôi quanh điểm bên đây ái tôi quanh vùng rồi thì tôi không phải lo gì về cái khâu tổ chức, và cảm ơn anh Điệp đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái buổi thành công của buổi hôm nay. Buổi tới thì tôi kỳ vọng là chúng ta có tôi mong muốn là tìm những cái ý tưởng nữa về đầu tư. Tôi ví dụ những cái kênh liên kinh phi truyền thống mà chúng ta nói rất nhiều như bây giờ là Bitcoin, hay là sắp sửa tới là xu hướng của blockchain, hay là đầu tư vào những cái đặc thù như là tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm hội họa. Thì tôi thực sự là muốn là mọi người cho ý kiến giúp tôi để làm sao để mà chúng ta mang lại lợi ích cho chúng ta, thay vì chúng tôi tự nghĩ thì không thể đáp ứng được cái hy vọng của mọi người. Tôi mong muốn là thực sự là với cầu thị là mọi người cho tôi cái ý tưởng cho buổi tiếp theo để chúng tôi có thể đáp ứng được tốt hơn cái mong muốn của mọi người, và mong muốn mọi người là lan tỏa được cái tư tưởng này. Phải nói hôm nay thì mỗi người đều có những câu chất đến mức mà tôi cũng phải hơi có tí là sởn gai ốc lên ấy. Thì là tôi cũng là được nghe nhiều và hay học hỏi nhiều, nhưng mà những câu nói của Sơn hôm nay hay là của Hương hôm nay thì phải nói là có những câu mà phải nói là tôi chắc chắn là dưới mọi người cũng như tôi thôi, tức là cũng thực sự là cảm thấy những câu nói thật chất
tôi không biết cái từ đấy có tin quá không, nhưng mà thực sự rất là chất được chia sẻ hôm nay đấy. Và tôi xin phép được dừng lời đây và cảm ơn mọi người một lần nữa.